Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Quốc Thành AFK. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục với thông tin của bạn AFK Adina Kombanin. Thì với bản này các bạn thì hiệu ứng của một số con bet á, nó sẽ khác so với bản AFK Adina thánh địa AFK của chúng ta hiện tại các bạn nha. Các bạn có thấy ở đây là cái con liu riu nè, đó nó chạy ra nó chiến đấu cùng luôn các bạn, và nó hồi máu, tạo ra vùng hồi máu cho cả team, khác nhiều ha. Rồi và còn một cái rất khác nữa của những cái con bet các bạn ngồi việc là cái hiệu ứng chiến đấu của những con bet này, thì còn một cái rất khác là chúng ta là cách sum bet các bạn ha. Cách sum bet và cách thăng thiên bet thì ok, thì chúng ta đã trải nghiệm qua cái thăng thiên cùng với sum bet rồi, bây giờ nó còn có một cái nữa các bạn, đó là chúng ta sẽ kết hợp đã tạo ra một con bet bậc cao hơn, ở đây chính xác là bậc đỏ các bạn, nhưng mà nó có một cái gọi là tỷ lệ may rủi nữa các bạn. Các bạn nhìn nha, ví dụ ở đây mình chọn con cú, ở đây mình chọn một con bóng hồn gì đó các bạn, và ở đây thì chúng ta sẽ có 50% tỷ lệ ra một con cú và 50% tỷ lệ ra một con bóng hồn kia, và xác suất thì 80% giữ lại bậc vàng và 20% sẽ tăng lên được bậc đỏ. Các bạn thấy hên xui may rủi chưa? Giờ chúng ta sẽ kết hợp thử nha. Từ cái lần này mình đã kết hợp thành công một con bet cú bậc đỏ nha các bạn. Ok, chúng ta kết hợp. Rồi, mình đã kết hợp thất bại. Và thất bại các bạn thì chúng ta sẽ mất một con bet nha. Ở đây anh đề xuất lấy con kia đâu ngu các bạn. Mình sẽ lấy con cú chứ. Mình sẽ lại tiếp tục lấy một con cú cùng với một con bet nào đó. Mình sẽ kết hợp tiếp. Đã tạo ra một con bet cú bậc cao hơn nha. Rồi chúng ta bấm vào đây để chúng ta xem tỷ lệ 50% ra được con cú và 50% ra được con kia. Cái con này có vẻ hơi cù nên cái tỷ lệ hợp thành nó hơi thôi. Ê, tính ra nó còn xịn hơn luôn các bạn. Lấy con bóng hồn đi xem tỷ lệ như thế nào. Ồ, xác suất ra cái bút tuần bút xịn nè bạn ha. Chúng ta lấy con này đi. Đây, vẫn là 50-50 và 80% ra bet vàng cùng với 20% ra bet đỏ ha. Để chúng ta cùng xem ra được con bet nào các bạn. Xanh hay đỏ đây. Ngon 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 chưa các bạn, chúng ta đã có được một con bet cú bậc đỏ này. Phải chọn mấy cú bậc đỏ chứ, chúng ta có cái tăng máu trong đội hình là 9,68%, tăng tấn công là 6,4%, và chúng ta có tăng phòng thủ làm của hệ người mang ánh sáng các bạn là 19,6 mấy%. Con này là con thuộc hệ người mang ánh sáng rồi. Ok, chúng ta chọn nha, con bet khá là xịn các bạn, xác nhận mình đã có một con bet cú bậc đỏ. Bet cú bậc đỏ thì nó sẽ mở khó nhiều cái cấp độ khác các bạn, ví dụ như là bậc hiếm nè, cú long đi rong ruổi trên chiến trường và định kỳ bắn ra một làn sóng âm thanh để tấn công kẻ địch. Bậc này là bậc cao hơn này các bạn. Tăng ở đây là tăng điểm tăng tốc của tất cả các tướng đồng minh trong 8 giây khi bắt đầu trận chiến. Bậc thần thoại bậc đỏ này các bạn, đồng thời giúp hồi năng lượng cho tất cả các người mang ánh sáng đồng minh khi bắt đầu trận chiến. Ồ, nó bút cho tướng người mang ánh sáng rồi. Ok, cái này hai bậc các bạn, tinh nhuệ là bậc tím ha, còn bậc kia là bậc vàng. Cú Long tạo ra một múi giờ trong khu vực tập trung nhiều đồng minh và kẻ địch nhất và gây sát thương. Tướng đồng minh trong múi giờ đó được thưởng tăng tốc, còn tướng địch mất điểm tăng tốc. Tức bậc huyền thoại, các tướng trong vùng đó được tăng hoặc mất nhiều điểm tăng tốc hơn. À, mình mà có mà còn một con cú bậc đỏ rồi, bây giờ thì mình sẽ thử nâng cái con bậc đỏ lên, thì bậc đỏ cần với lại một con bậc bậc đỏ với lại bậc vàng tạo ra một con bậc gì đây, vàng hoặc đỏ các bạn. Xác suất cú vào con này ai ngu chơi vậy, ai ngu chơi dạy đúng các bạn, ai ngu chơi dạy mất con cú vừa nâng sao. Giờ mình sẽ nâng cái con liu riu với lại mấy con này ha. Ok, chúng ta cùng xem nào, tiềm năng của mấy con này là sẽ là tăng máu với lại tăng thủ thôi các bạn, để coi có con nào xịn hơn không, có công đồ xuyên thủng sát thương vật lý đồ vậy cho nó xịn xịn ha. Đây, công xuyên thủng đây, và vẫn là xác suất 50-50 cùng với là 80% giữ bậc, còn lại 20% tăng bậc đỏ nha. Chúng ta cùng thử các bạn lên. Mình bị mất con liu riu các bạn, mình được lên bậc đỏ nhưng mà mình mất con liu riu. Con này bậc đỏ tăng máu, tăng kháng, tăng đồ, đề xuất lấy con này bậc đỏ, nhưng mình thích giữ lại con liu riu hơn các bạn. Con liu riu này đi map khá là xịn. Nhưng mà có con này bậc đỏ thì nó ngon. Để xem thứ hai con bậc đỏ ghép lên được một con bậc trắng không nha.
Đây các bạn, 10% sẽ ra một con bậc trắng. Ồ, ra bậc thăng thiên các bạn nha. Và chỉ số nó cao hơn nhiều nè. Chơi không các bạn? Chơi đập lên bậc thăng thiên luôn. Nó giỡn chứ. Mày nó rủi ro lắm. Giờ đập thăng thiên mất con cú thì không có con tướng, không có bét xài. Để nào mà nhiều nhiều bét hơn xíu nữa thì chúng ta đập các bạn. Rồi giờ chúng ta đập hai con này, lấy một con bét bậc đỏ nữa nè. Lên. Rồi, mất nghiêng. Nói chung là còn một con thôi. Ok, đó là đập bet đó các bạn. Sau khi đập xong thì chúng ta cho con bet mới vô, các bạn thấy nó mạnh hơn nhiều nha, 19k lực chiến. Mình có một con cú bậc đỏ rồi các bạn. Đó, nó sẽ bay ra, tăng tốc cái đồng minh, xong rồi nó bắn tia lửa, xong nó tạo cái vùng múi giờ, giảm tăng tốc của cái địch và tăng tăng tốc của đồng minh lên. Đây là kỹ năng của con cú. Mạnh các bạn, nhưng mà mình kỹ năng của con liêu riếu thì nó giảm sát thương nhận vào rồi á. Nó đi map trong giai đoạn hiện tại mình cảm thấy nó hợp lý hơn. Ok, chúng ta cho vào đây con bé cú của mình, ngon. Rồi xác nhận. Cùng với đó là mình sẽ đi map tiếp các bạn. Map ở đây nó có hai chế độ, là chế độ thường với lại chế độ kia là chế độ tinh anh ha. Mình sẽ chuyển qua lại giữa hai chế độ thường và chế độ tinh anh. Đây là chế độ chiến dịch nè. Cái kia là chế độ kia là chế độ tinh anh các bạn. Ok, thử cho con bé mới vào xem thử win nổ không nha. Em biết mới của chúng ta sẽ hút đối phương về. Có con cú rồi, cho thêm con Lyca vào, nó bị thường các bạn. Rồi Lyca nó phá giáp cũng được các bạn. Lyca nó bắn nó phá giáp. Cảm giác nó hơi thừa nhưng mà cho vào vẫn ổn nha. Xoáy của Aeron bây giờ nó chưa có trang bị độc quyền nên nó chưa có hiệu ứng là nó ấy nha bạn. Chưa có hiệu ứng đóng băng. Đó, chứ bạn nào tự nhiên hỏi Aeron sao anh không đóng băng đối phương cái chết đứng luôn á. Ok, có cái chỗ này mình muốn giới thiệu cho các bạn xem luôn nè. Cái liên danh lịch sự của chúng ta, cổ ấn nó không hề có cái cổ vật của Dura các bạn. Không hiểu tại sao nó không cho cái cổ vật Dura vào đây, nhưng mà nó không có cổ vật của Dura nha, không có cổ vật của Dura. Và chúng ta thử xem thử chừng nào nó mới cho cổ vật, hay đây là một phiên bản khác các bạn. Bản khác thì mình vẫn đang trên cái tiến trình khám phá. Hiện tại thì mới đang có map hiện tại thì mình mới đang có map này thôi các bạn. Một cái cổ ấn này là cái hành trình, cái này là lạ này các bạn. Mình cảm giác nó khá là quen. Nhưng mà nó là không phải là cái newbie mới vô gặp liền đâu các bạn. Cái này là như là cái một cái đó đi lâu lắm mới gặp ai này chứ. Trải này đâu phải là newbie mới vô gặp liền đâu ta. Mình nhớ không nhầm là vậy các bạn. Và cho con Rowan xuống đây và cho con Lyca lên kia. Lyca chúng ta bật thấp hơn, Rowan bật cao hơn. Nó cũng trâu nữa các bạn, nên cho nó đứng đây. Rồi, đã tăng tốc của Lyca, thêm con cú boost một phát nữa, tăng tốc team mình lên rất là nhanh. Dọn sàn hơi lẹ các bạn ha. Rồi, có thêm ít tài nguyên AFK, chúng ta sẽ chạy sang đây. Chạy sang đây. Rồi, xúc lên đây trước đi. Cái ải này mình nhớ là gặp ở đâu rồi, nhưng mà mình nhớ không phải là đỉnh núi thời gian. Những ải đầu tiên các bạn gặp gặp ở đâu rồi á. Ải này thì bên bên phiên bản cổ điển, phiên bản hiện tại chúng ta đang chơi. Mình nhớ có gặp ở đâu rồi á. Đây, giờ chúng ta sẽ đánh tụi này xong rồi chúng ta sẽ... Nói chung là kể cả bạn cổ điển hay bạn kia, newbie mà mở khóa những cái, ví dụ như là cái đỉnh núi thời gian này á, bắt buộc chúng ta cần phải cày rồi các bạn. Chúng ta mà không cày là chúng ta sẽ không đủ tài nguyên để tăng cấp cho tướng đâu. Bản này đặc biệt nó sẽ cực kỳ thiếu cái bạn sẽ bị thiếu, gọi là thiếu thê thảm bụi luôn các bạn. Bụi tím sẽ là một loại tài nguyên mà chúng ta sẽ rất là thiếu. Hiện tại đang là bản test toàn chữ tung cổ không nha. Hiện tại đang là bản test nên toàn là chữ tung cổ không à. Nói chuyện với Rowan một xíu xong đó chúng ta sẽ chạy lên đây. Ok rồi, và mình muốn giới thiệu với các bạn đó là cái bet các bạn. Hiện tại cái cơ chế mà cơ chế thăng thiên bet ấy, nó sẽ hơi khác một xíu, đó là chúng ta phải dựa vào nhân phẩm, dựa vào sự kết hợp giữa hai con bet cùng bậc để chúng ta tìm ra một con bet bậc cao hơn, và chúng ta phải kết hợp chỉ số những con bet này lại để tìm một cái chỉ số xịn hơn ha. Bet càng nhiều chỉ số khi kết hợp lại thì cho ra con bet đầu ra chỉ số xịn hơn các bạn, nhưng mà đầu ra không cho hên xui lắm, có thể là full 4 chỉ số, cũng có thể là chỉ có 3 chỉ số bạn ha. Ra càng nhiều chỉ số thì càng ngon. Rồi,
và mình sẽ tiếp tục trải nghiệm cái con game AFK Arena Companion, hay còn gọi là đồng hành AFK các bạn. Chúng ta có một cái tựa game 3D chuẩn bị xuất hiện, đó là Hành Trình AFK. Bên này thì lập tức ra phát hành tựa game mới mang tên là Đồng Hành AFK các bạn. Hết hành trình rồi tới đồng hành ha, chứ không còn là chỉ đơn giản là AFK Arena chiến trường AFK thôi ha. Có rất là nhiều phiên bản khác đang được phát triển và ra mắt. Hy vọng sắp tới chúng ta có phiên bản mobile của tựa game này. Mình đang chờ cái phiên bản mobile của tựa game này, xách con Abel đi đi mid các bạn. Mình đang chờ cái phiên bản mobile của tựa game này để mình xách cái con Awakened Belinda đi mid. Awakened Belinda đi mid, không thì xách mấy con tướng ví dụ như Waynet đi Agi các bạn, đi support Bosser các bạn, đi đi xạ thủ chẳng hạn. Dragonnet đi xạ thủ nè, xách những con tướng nó đi đi xạ thủ đồ. À mình nhớ cái ải này rồi, trời cái ải này mà cho ngay từ đầu newbie sao biết nào đường đi. Ải này khó lắm các bạn. Rồi cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều nha, và xin hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau. Xin chào tạm biệt. Bye bye.